I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody, nobody like you do. Phòng yêu thích của mình cũng là vòng nhóm nữa, kiểu đi ra đường là mình sẽ phải đeo nó ấy. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn trưa. Trời ơi siêu nắng luôn. Thì cái cậu ấy tạo áp lực cho chúng tôi bằng cách dở chiếc máy tính ra. Tại là chúng ta mà đi ăn trưa. Everybody to you, nobody likes you. Yeah, you look like an animal. Em bay to the zoo. Ủa nhanh. Em rồi nhá. Em rồi thầy ạ. Hello. Hello cậu. Hôm nay tôi xấu mãi cậu ạ. À, cái gì à? Chúc mừng ngày ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Giấy bạc luôn ạ. Ui. Bạn tôi ban hợp đồng sẽ phép được bán giá cho ban truyền thông. Con này như kiểu đi ăn khói. Từ bây giờ, từ mấy phút đây, bạn tôi không còn liên quan gì nữa đến cái cây gậy này. 12/7 nhé. Không liên quan nữa. Đây, xin kính mời. Alo, Hải Thu. Mà chúng ta chỉ có là independence thì nó sẽ suy ra là anh mình có ca dạy bù cho học sinh và mình chưa kịp ăn sáng nên là cô phụ huynh đã cho mình bánh rán để ăn sáng trong giờ nghỉ giải lao. Bây giờ mình đang phải đi qua trường để chuẩn bị học ca tiếp theo. Trời ơi, hôm nay là một ngày siêu bận. Vui rồi.
thôi mày đừng đoán. Tao học lên cao thì đi cho nó lại. Cao hả? Ok thôi, tôi đi học với cao học thịnh mọi người ạ. Thôi mọi người đi nào. Tôi cảm thấy rất buồn khi các bạn không nhớ tên của tớ. Là cơm cuộn của Như Mai. Nóng quá. Nóng. Ê, tao đã cho thêm tương ớt vào đây đấy. Tại tao nghĩ là mà chấm không đủ. Còn đây là cơm curry của mình. Cho lọ kem này bôi những chỗ thâm như vùng đầu gối và đầu tay ấy. Tại vì là mình lúc nào cũng than là mình có thói quen chống bàn thế này này. Sau đó thì khuỷu tay của mình bị thâm hết lên. Sau đó thì mình kêu. Nhưng mà mình không thay đổi được thói quen đấy. Nên là chúng ta phải tìm một cách khác để xử lý cái vết thâm đấy. Tại vì trông nó sẽ rất là khó chịu ấy. Mình còn bị một vết sẹo ở đây nữa. Trông siêu xấu luôn. Buổi chiều mình có ca học và bây giờ mình đang chuẩn bị để đi ăn gà với bạn mình. Dạo này mình rất là thèm gà luôn ấy và hôm nay mình mới có thời gian để đi ăn. Đây là con người order kem sô cô la, sau đó ngồi tách cái phần sô cô la ra mọi người ạ, thật là khó hiểu. Sô cô la nó không phải là kem vanilla đâu, mà nó thêm sô cô la vào. Anh không chấp nhận nha. Chiếc deadline cuối cùng. Well, vẫn như mọi lần thì nếu các cậu đã xem đến tận đây thì hãy cho mình biết bằng cách comment lên rồi nha. Tại vì nó sẽ là một nguồn động lực rất là lớn đối với mình á. Và thực ra thì một tuần của mình cũng không có gì nhiều. Mình cũng đi chơi khá là nhiều nữa thay vì là những việc lớn lao như là truyền cảm hứng á. Nó cũng hơi vô tri. Nhưng mà mình hy vọng là các cậu đã có được một khoảng thời gian vui vẻ khi mà xem chiếc vlog này của mình. Và như mọi lần, rất là thank you, love you.